Rồi mời cả lớp mình đứng lên ạ. Chúng ta đứng vào giữa thảm và xoay về phía bục. Bài tập ngày hôm nay thì mình sẽ thiên về nhóm cơ bên hai bên eo. Đúng rồi, quay về phía bục. Gần Tết rồi nên là mình sẽ tập thiên về eo nhiều hơn nữa. Hai vị trí hai bên, đây là vị trí mà chúng ta cũng ít khi tập luyện. Trước tiên chúng ta bước rộng hai chân, cách rộng bằng vai. Các bài tập thì sẽ thiên về sự hít nén và thở nhé. Nén này mình siết cái bụng lại ấy. Nhớ là siết cái bụng khác cái hóp bụng nhé. Hóp bụng này là bụng rút lại, còn siết cái bụng là nó rắn lại. Nên là mình đấm vào bụng chẳng hạn, cái phản xạ tự nhiên của mình khi mình đấm vào bụng ấy là nó sẽ rắn. Phản xạ giống như sợ ai đó ấy, thì mình sợ thì cứ đấm thử phát là biết ngay, thì nó lại siết cái bụng. Có nhiều người cứ nhầm giữa siết cơ và hóp bụng là khác nhau. Hóp thì không thở được đúng không? Rất khó chịu, hóp là rút lại. Đấy. Nhưng mà siết là gồng trước lại. Rồi chuẩn bị. Chân rộng bằng vai. Hít vào hai tay đan. Thở ra vươn tay. Đẩy ngực lên. Hít thở trầm. Thả lỏng cổ á, thả lỏng cổ. Vươn cánh tay về sau. Đẩy căng bàn tay. Thả lỏng trán. Hít thở trầm. Hít vào trùng tay, tay đan lại sau lưng. Thật ra giữ căng tay, đẩy ngược lên, giữ nguyên vị trí nhé, giữ nguyên vị trí. Từ từ gập người xuống. Chậm rồi, chậm rồi. Mình sẽ chọn đúng vào nhịp thở. Cứ mỗi lần thở ra thì chúng ta chìm sâu xuống một chút. Với cánh tay thì mỗi lần thở chúng ta thả lỏng khớp vai nha. Thì cánh tay rơi xa về sau. Thả lỏng khoang bụng. Thả lỏng thắt lưng. Hít thở trầm. Cứ thử thả lỏng cái vai ra. Từ khắc tay chúng ta sẽ vươn xa là về sau. Nó sẽ kéo giãn mạnh hơn phần ngực. Với phần chân vẫn giữ thẳng, đừng để cong chân. Hai tay chống lên lưng, hít sâu một hơi, đứng lên. Thật ra buông tay, giữ nguyên chút hết chóng mặt. Hít vào hai tay lại vươn, tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau đầu, đẩy ngược lên. Thật ra giữ tĩnh, cái lòng bàn tay trái chúng ta lên sâu xuống dưới lưng, lên sâu xuống. Khuỷu tay phải sẽ đẩy về phía sau, đẩy ngược lên. Tùy độ dẻo mỗi người, ai dẻo hơn lách sâu. Từ bên chuyển sang bên phải. Ta nhìn thẳng, nhìn thẳng. Hít thở trầm. Từ từ buông tay, hạ xuống. Hai bàn chân vẫn song song, nào chỉnh lại, chân song song. Cách rộng bằng hông. Song song mà, mấy chữ V này đâu. Hít, nén và thở nhá, từ đấy nghiêng mình. Hít vào hai tay vươn, đà này. Giữ lưng thẳng. Nén thở, siết cái bụng lại, nghiêng sang bên trái. Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nâng lên thở. Thẳng lưng nhá. Hít vào vươn tay về sau đã. Nén thở, nghiêng sang bên phải. Nhìn thẳng nào, đừng nhìn đất. Nâng lên thở. Hít vào. Nén thở nghiêng bên trái. Đừng cúi xuống này. Xoay vai lên.
gồng bụng lại, gồng bụng lại. Nâng lên, thở. Hít vào, nén thở, nghiêng bên phải. Nâng lên, thở. Thả lỏng cổ á, đừng đừng gồng cổ, mỏi cổ. Hít vào, nén thở, nghiêng bên trái. Nâng lên, thở. Chú ý xiết cái bụng nhé. Hít vào, nén thở, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, nghiêng phải. Nâng lên, thở, lại cố gắng 3 vòng nữa. Thả lỏng cổ, thả lỏng cổ. Hít vào, nén thở, nghiêng bên trái. Nào, gồng bụng, gồng bụng. Nâng lên, thở. Hít vào, nén thở, xiết cái bụng nghiêng phải. Nâng lên, thở, 2 vòng nữa. Hít vào, nén thở, nghiêng trái. Nâng lên, thở, chú ý tập trung xiết cơ bụng nhé, xiết mạnh mà. Hít vào, nén thở, nghiêng phải. Nhìn thẳng, nhìn thẳng đi, nhìn thẳng. Nâng lên, thở, vòng cuối đó. Hít vào, xiết cơ bụng, nghiêng trái. Là nhìn thẳng, hoặc nhìn thẳng lên chân. Nâng lên, thở, là cố lên. Hít vào, hít sâu. Nén thở, nghiêng phải. Nâng lên, thôi, thả lỏng vai chút. Năng lắc tay cả hết luôn mà. Thì chúng ta bước rộng. Nào, hai chân bước rộng để tạo thành góc vuông ở dưới háng. Hai bàn chân vẫn song song với nhau và giữ chắc phần chân của mình. Quan sát động tác nhé, quan sát động tác này. Cách hiện đơn giản thôi. Tay mình sẽ ra ngang, nắm cũng được, duỗi cũng được, tùy. Hít vào này, siết cơ bụng. Xong chúng ta vươn dài sang bên trái. Nhớ siết nhé, siết chắc cơ bụng này, nhưng dài sang bên trái. Rồi trở lại thở. Nếu mỏi tay thì hạ xuống, lắc lắc tay một cái, sau đó đổi bên luôn. Chuẩn bị. Hít vào, căng ngực, nén thở, là vươn sang bên trái, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Nâng lên, thở. Tay vẫn song song, tay vẫn song song. Hít vào, xiết cái bụng, nén thở, nghiêng phải. Gồng bụng, gồng bụng. Nâng lên, thở. Mình cảm nhận cái độ siết ở hai bên sườn ấy. Hít vào, nén thở bên trái, song song nhau, song song, nhìn thẳng, thả lỏng cổ, nâng lên thở, đừng gồng cổ. Hít vào, nén thở gồng bụng, nghiêng phải, nhìn thẳng, gồng bụng lại, nâng lên thở, mỏi tay thì hạ xuống, lắc tay một cái cũng được. Hít vào, nén thở nghiêng trái, nhìn thẳng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, nâng lên thở. Không uốn cong nhé, như này là uốn cong này, còn đẩy cả sang để siết. Hít vào, nén thở, vươn sang, gồng bụng, nâng lên thở, mỏi tay lắc tay ra đi, mỏi tay. Hít vào, cố lên, nén thở, bên trái, gồng bụng, nâng lên thở. Hít vào, nén thở sang bên phải, mấy vòng ấy nhỉ? 3 vòng à? Nâng lên thở. Thế thì 3 vòng nữa. Hít vào. 4 à? Hít vào. Nén thở bên trái, bên trái. Nào, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, tay song song, tay song song. Nâng lên thở. Thả lỏng tay. Dễ mà. Hít vào. Nén thở sang bên phải, gồng bụng. Lên thở. Rồi, nốt vòng cuối. Mệt phết. Hít vào. Nén thở sang bên trái, bên trái, bên trái. Nâng lên, thở. Hít vào, nén thở, sang bên phải. Thôi. Hả? Mới khởi động thôi, chưa vào phần chính. Có ai mỏi chân không ạ? Thu chân lại, thả lỏng chân chút. Mỏi cổ à? Thường mình siết cơ bụng thì mình không siết cơ bụng.
phút thứ 10. Tiếp tục nhỉ, chúng ta tiếp tục. Hai chân vẫn song song và cách rộng bằng tạo nên góc vuông ở háng của chúng ta. Xoay bàn chân trái sang bên trái một góc 90 độ, giống như tư thế chiến binh 2 đấy. Hồi chung gối trái xuống, chung gối trái xuống. Thì độ khỏe của mỗi người nhá, chúng ta căn cho cái cẳng chân của mình nó vuông góc với sàn. Là đứng thẳng đi, không đứng như này đâu, đứng thẳng. Độ cao hay không bằng nhau mà. Chỉnh lại đi, chỉnh. Độ cao hay không bằng nhau. Thường chúng ta đứng động tác này hay bị như này. Thẳng chân. Chân phải đấy, đúng rồi. Cách thực hiện như sau. Đó là hít đầy hơi này, vươn cánh tay này, nén thở, siết cơ bụng. Rồi tùy độ khỏe mỗi người, chúng ta nghiêng đến khi nào toàn bộ phần thân nó tạo thẳng với phần chân. Giữ một vài giây, nâng lên, hạ tay xuống thở. Đơn giản đúng không? Chuẩn bị. Mỏi chân thì đứng cao lên, không cần đứng thấp đâu. Hít vào, hai tay vươn song song, nén thở, nghiêng bên trái. Gồng bụng. Vươn dài. Nâng lên thở, hạ tay. Nào chú ý nghiêng toàn bộ phần thân này, theo đúng đường thẳng chứ không phải uốn cong này nhé. Khác nhau ấy. Lặp lại. Hít vào, muốn vào phần eo thì chúng ta phải giữ thẳng. Nén thở, gồng bụng. Vươn. Nâng lên. Thở. Hít thở sâu. Hít vào, hai tay vươn. Nén thở, gồng bụng. Nhìn thẳng. Nâng lên, hạ tay, thở. Cố lên 3 vòng nữa. 3 lần nữa. Hít vào. Nén thở, gồng bụng. Nghiêng trái, nhìn thẳng, nhìn lên trên. Nâng lên, thở. Nếu đúng là mình cảm thấy căng tức hết cái phần bên sườn bên phải. Hít vào 2 lần. Đẩy ngực, nén thở, nghiêng. Nhìn thẳng lên, đừng nhìn đất nữa. Tay vươn. Nâng lên, thở. Lần cuối. Hít vào, vươn tay. Đẩy ngực. Siết cơ bụng nghiêng. Thôi. Thả lỏng chân. Mỏi chân, thả lỏng chân chút. Đứng bên nhá. Nào xoay bàn chân phải sang bên phải, giống như bộ chân của thế chiến binh 2 ấy. Đứng thẳng đấy chị, đứng thẳng đấy, đừng thả lỏng hông như này. Hai cặp quần mình song song nhau, siết cơ bụng lại. Thì nếu thả lỏng tự do phát là nó hay bị lệch hông này. Ấn xuống, chuẩn bị. Hít vào, hai tay vươn. Nén thở, nghiêng bên phải. Vươn dài. Nâng lên thở, trùng gối phải xuống mà, trùng gối chân phải. Hít vào, nén thở, nghiêng, gồng bụng. Siết mạnh cơ eo ấy. Nâng lên thở, mỏi tay hạ xuống. Hít vào, hai tay vươn. Nén thở, siết bụng, nghiêng, gồng bụng. Nâng lên, hạ xuống, thở. Thao cứ rơi bình bịch. Hạ nhẹ nhàng. Hít vào, vươn. Nén thở, nghiêng, gồng bụng. Nhìn thẳng. Trang nhìn thẳng. Nâng lên, thở. 4 vòng nữa. Hít vào. Nén thở, nghiêng. Xoay lên. Nâng lên, thở. Phải vòng cuối thôi, 6 lần thôi mà. Hít vào, vươn lên. Đẩy ngực. Nén thở, nghiêng. Xoay vai. Thôi. Thu chân lại. Hạ xuống. Hai cả lớp mình ngồi xuống. Ngồi xuống. Chúng ta co hai chân lại với tư thế góc cố định. Gót chân gần sát vào háng. Hạ xuống thẳng lưng. Thẳng lưng. Hít vào, hai tay đan. Giữ các ngón chân.
kéo gót chân gần lại. Thật ra vươn dài người về trước và gập người xuống. Chúng ta sẽ kết hợp với khuỷu tay để nhấn phần chân xuống. Với phần lưng thì liên tục duỗi dài sống lưng về phía trước. Có thể nếu mình dẻo thì mình có thể chạm cằm xuống, chạm trán xuống cũng được. Tuy nhiên nếu không tới thì cứ liên tục giữ thẳng lưng. Kết hợp với hơi thở chậm. Hít thở chậm. Mỗi lần thở sẽ tăng thêm độ căng hơn một chút. Hơi từ từ ngồi dậy. Chân trái chúng ta dang ngang. Chân trái dang ngang. Chân phải co gần vào háng. Và giữ thẳng lưng, giữ thẳng lưng. Thẳng lưng, thẳng lưng. Hít vào tay phải vươn lên. Thật ra nghiêng sang bên trái. Và bàn chân trái dựng lên. Các động tác nghiêng chú ý nhé. Chúng ta tưởng tượng như là mình đang dựa lưng vào tường ấy. Do vậy phần vai bên trên cũng phải chạm vào tường bằng cách là cố xoay ngửa lên. Chứ đừng cúi đầu xuống nhìn xuống dưới là hay bị cong lưng. Và tiếp tục vươn căng tay. Cái cảm giác của mình là căng hết cái sườn bên phải. Kết hợp với hơi thở chậm. Bàn chân dựng lên, bàn chân trái dựng lên. Đẩy ngược lên. Cứ thở ra thì vươn, thở ra thì vươn. Nâng lên, hạ tay. Từ bên, thu chân phải, thu chân trái. Hạ chỉnh thẳng lưng đã. Chú ý bàn chân phải chúng ta dựng thẳng lên chân nhé. Hít vào tay trái vươn, là đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Thật ra nghiêng sang bên phải. Với cái tay trái bên dưới ấy, có thể chống ra xa cũng được. Chống ra xa. Và chân phải dựng thẳng lên trần. Để căng tay. Từ từ nâng lên, hạ xuống. Phải giữ thẳng hai chân. Giữ thẳng hai chân. Trở về tư thế cây bàn. Giữ thẳng mũi chân. Thẳng mũi chân. Giữ lưng thẳng. Hai tay chống cách mông, lùi xa về sau một gang tay. Đo sát từ mông. Lùi ngược lại một gang tay. Còn út sát vào 2 mét thảm. Căng đều bàn tay nhé. Chuẩn bị. Thực hiện sẽ tập trung vào phần cơ bụng trên và cơ đùi. Do vậy hãy đẩy căng lồng ngực lên trước. Sau đó chúng ta mới nâng nhanh phần mông lên. Giữ một vài giây, đó hạ xuống. Chú ý để cánh tay hiệu quả ấy, thì cánh tay luôn giữ thẳng này. Cái lỗ sai hay gặp là như này. Lỗ sai hay gặp này. Và mọi người đẩy lên mọi người hay bị như này. Cái khuỷu tay, quan sát cái khuỷu tay, đẩy lên kiểu này. Là mất lực, rất đau cái khuỷu tay. Do vậy hơi trùng lại, hơi trùng lại. Chuẩn bị nhé. Hít vào nâng ngực lên, nâng ngực, nâng ngực, nâng ngực, nâng mông lên, căng mũi chân, hạ xuống thở, hít thở sâu, làm đúng trình tự lực khỏe. Hít vào nâng ngực lên trước, gồng chắc ngón tay, bấm ngón tay lên thảm, gồng bụng, nâng mông. Hà xuống thở. Rồi hít thở mạnh, hít thở mạnh. Lặp lại. Hít vào nâng ngực lên, là gồng chắc bàn tay.
Nén thở, nâng mông lên. Hạ xuống, thở. Là 3 vòng thôi. Cố gắng lên. Tiếp. Hít vào, nâng ngực. Nào gồng bàn tay, gồng bàn tay. Nâng mông. Hạ xuống, thở 2 vòng. Tập một chút thôi, cố gắng lên. Hít vào, nâng ngực lên. Nâng mông. Hạ xuống, thở lần cuối. Gồng chắc bàn tay lại nhé, chứ lòng lỏng cổ tay là hay đau cổ tay. Bàn tay xoay về trước, căng căng bàn tay ra. Hít vào, nâng ngực lên. Nâng mông, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao. Hạ xuống thôi. Giữ thẳng mũi chân. Thẳng chân, thẳng chân. Chỉnh lưng thẳng lại. Hít vào hai tay vươn, thì để càng duỗi. Thẳng mũi chân, thẳng cổ chân. Thật ra vươn dài về trước. Chạm tay vào hai bên chân. Chạm tay xuống thẳm. Hít thở chậm lại. Hít thở sâu, hít thở chậm. Mỗi lần thở chúng ta lân tay, lân ra xa. Chú ý đừng để bị cong ở đầu gối. Đầu gối vẫn thẳng. Hãy hướng trán về phía cổ chân, đừng hướng trán vào phía đầu gối để tránh bị lưng của chúng ta bị cuộn tròn. Hãy vươn dài nha. Và khi muốn vươn thì chúng ta chọn đúng vào nhịp thở. Cứ thở ra thì mình mới vươn thì nó sẽ giãn mềm rất là nhanh. Và tất nhiên đừng vươn mạnh quá thì mình đau. Đau là chúng ta hay buông lại. Hơi, từ từ ngồi dậy. Co hai gối lại, từ đấy vặn mình. Cẳng chân và bắp đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Chỉnh lưng thẳng. Hít vào giữ thẳng lưng. Thật ra xoay người sang bên trái. Khuỷu tay phải đẩy vào cạnh gối trái. Và xoay nhìn về sau. Tay sau chống một ngón tay. Và đẩy căng tay. Để căng tay, đẩy ngược lên. Nhìn vào vai trái, nhìn về sau. Cứ khi thở ra thì cả lớp mình dùng tay nhé, đẩy mạnh hơn một chút. Và xoay thêm một chút. Kẹp gối lại, hai gối chạm nhau. Xoay người lại. Đầu bên. Hít vào thẳng lưng lên. Thật ra nhìn vào vai. Nhìn về sau. Nó xoay cả cổ nhìn về sau. Hai gối kẹp sát vào nhau. Điều chỉnh đi, tay sau lên chống một ngón tay thôi. Chống cả bàn tay thì cũng được. Nhưng mà chúng ta hay bị nhao lưng, hơi bị nghiêng đổ về sau. Nên chống ngón tay chúng ta kiểm soát tốt hơn. Hơi xoay người lại. Có hai chân cuộn tròn người nan lưng. Nào, ôm gối nan lưng. Cuộn tròn người, ôm sát vào gối. Hoặc là mình nằm xuống. Nằm xuống.
Gót chân gần sát vào mông, tư thế cầu. Hai bàn chân song song và cách rộng bằng hông. Nếu không biết song song thì cứ hơi xoay mũi chân vào trong một chút là được. Tay chạm vào gót chân. Hít sâu một hơi. Đẩy nâng cao mông. Thật ra giữ. Hơi ép hai gối vào trong và cố gắng đẩy cao phần mông lên. Hít thở bình thường. Hít thở chậm. Đang đẩy cao, đẩy cao. Hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm. Thả lỏng vai. Thả lỏng cổ. Thả lỏng khoang bụng. Hít thở chậm. Hạ chân xuống, tay vẫn đan. Hít vào hai tay đan, giữ thẳng chân, giữ thẳng mũi chân. Thật ra vươn căng tay về sau đầu. Giữ căng mũi chân. Đang kéo giãn toàn bộ sống lưng. Từ từ thả lỏng, chúng ta lặp lại hai lần nữa nhé. Hít vào, thở ra để căng, lật ngửa lòng bàn tay về sau, vươn dài toàn bộ cơ thể, căng cả mũi chân, đang đẩy mạnh, đẩy mạnh. Từ từ buông lòng. Làm một lần nữa. Hít vào, thở ra vươn, nâng đầy cả ngực lên. Từ từ buông lỏng, chúng ta buông tay. Co gối chân trái lại và làm nghiêng người sang bên phải. Thả lỏng người. Hít thở chậm. Thôi, mở lớp mình ngồi dậy. Cả lớp là chung ạ. Cả lớp nghỉ.